Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để mình bật cái tính năng là thanh bên thông minh ở trong điện thoại Android nha các bạn. Ví dụ như hiện tại đây thì các bạn nhìn ở góc trên bên phải nè, chỉ cần mình vuốt ra chút xíu thôi, vuốt ra thì ở đây nó có một cái thanh chứa các cái công cụ mà mình thường hay sử dụng đó các bạn. Thì rất là tiện lợi để giúp cho mình sử dụng trong quá trình mà mình cần thì sử dụng rất là nhanh hết các bạn. Đấy, đây nó ẩn ở đây, các bạn chỉ cần vuốt nhẹ thì nó sẽ hiển thị trở lại. Rồi thì để bật cái tính năng là thanh bên thông minh này như thế nào thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện ha. Đầu tiên các bạn tìm đến cái trình cài đặt ha, các bạn mở trình cài đặt lên rồi các bạn di chuyển xuống dưới chút xíu nha. Các bạn tìm đến cái mục là tính năng đặc biệt nè, nhấn vào chỗ tính năng đặc biệt ha. Rồi thì ở đây nó có rất là nhiều tính năng ở đây, các bạn tìm đến cái tính năng là thanh bên thông minh, các bạn chọn vào đây. Thì hiện tại thì thanh bên thông minh nè các bạn, nó chưa được bật thì các bạn nhấn để bật cái thanh này lên hết các bạn. Thì khi các bạn nhấn vào đây đó thì cái nút bật nó sáng lên như thế này, tức là thanh bên đã được bật lên. Thì lúc này mình có cái thanh bên này các bạn, thì cái thanh này mình hoàn toàn có thể là thay đổi những ứng dụng trong đây. Ví dụ như những ứng dụng nào mà mình cần á thì mình sẽ đưa vào đây nha các bạn. Thì các bạn nhấn vào cái nút sửa này ha. Đó. Ví dụ như các bạn muốn bỏ cái ứng dụng nào đó thì các bạn nhấn vào cái dấu trừ nè, dấu trừ chỗ đỏ đỏ này các bạn, ví dụ TikTok nè, các bạn nhấn vào đây đi bỏ ha, không sử dụng nữa. Ví dụ như các bạn muốn sử dụng cái ứng dụng là cấp kết đi. Đó. Thì các bạn thấy ở bên ngoài nè, cấp kết ở bên ngoài có dấu cộng xanh xanh nè, để các bạn nhấn vào dấu cộng màu xanh này. Đó, thì lúc này cấp kết nó sẽ vào cái thanh bên này. Rồi các bạn nhấn vào xong. Đó. Thì như vậy mình đã điều chỉnh được những ứng dụng mà các bạn thường hay sử dụng ở trong cái thanh bên này ha. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để bật cái thanh bên thông minh này ở trong điện thoại Android 13 ha các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.